Mấy quả trứng của con gà hôm nay đã nở rồi mọi người. Mình rất là vui luôn khi thấy được mặt của những con gà con bé nhỏ này. Nhìn mấy con gà con nó rất là dễ thương luôn. Mỗi con đều có cái màu sắc riêng biệt nhau. Bây giờ mình sẽ đem gà mái mẹ ra để lấy những cái vỏ của những quả trứng nở rồi đem ra ngoài cho trống chỗ cho những con gà con nó được nằm thoải mái. 9 quả trứng giờ nở được 8 con gà con rồi mọi người. Còn lại một quả mình sẽ cho nó ấp thêm một ngày nữa. Nhìn mấy con gà con mà nó đã nở hôm nay. Đây cũng cả là một cái quá trình mà mình cùng với mọi người đã giúp đỡ cho con gà mái mẹ được chữa hết bệnh và có những con gà con dễ thương như vậy.